Nhiều ngôi sao đã và sắp ra đi sau khi cùng đội bóng đăng quang Champions League. Nhưng Man City cũng đang rất nhanh chóng bắt tay vào việc đưa về những bản hợp đồng mới. Trong khi người ta vẫn còn đang bàn tán xôn xao về việc Man City cùng Arsenal đang cạnh tranh gắt gao để có được chữ ký của Declan Rice, thì mới đây, Mateo Kovacic đã có buổi ra mắt và ký kết hợp đồng chính thức với đội bóng nửa xanh thành Manchester. Trước đó, câu lạc bộ thông báo trên trang web của mình, Man City đã hoàn tất việc ký hợp đồng với Mateo Kovacic từ Chelsea theo hợp đồng 4 năm. Cầu thủ người Croatia sẽ khoác áo số 8 và sẽ tăng cường tuyến giữa của nhà vô địch Premier League sau khi đội trưởng Ilkay Gundogan chuyển sang chơi cho Barcelona mùa tới. Kovacic phát biểu trước báo giới trong buổi ra mắt câu lạc bộ: "Đây là một bước đi tuyệt vời đối với tôi và tôi nóng lòng muốn bắt đầu với Man City. Bất cứ ai đã theo dõi đội bóng này dưới thời Pep đều biết họ giỏi như thế nào. Họ là những người giỏi nhất thế giới. 25 triệu bảng kèm 5 triệu bảng phụ phí là số tiền mà Man City phải chi ra để có được Mateo Kovacic, người từng giành Champions League với Real Madrid và Chelsea, đồng thời từng đạt được ngôi vị Á quân và hạng 3 ở hai kỳ World Cup liên tiếp gần đây. Với một cầu thủ vừa bước sang tuổi 29 và chỉ còn thời hạn 1 năm trong hợp đồng với Chelsea như Mateo Kovacic, thì mức giá 25 triệu bảng có thể coi là khá phù hợp cho Man City." Pep Guardiola từ lâu đã là một fan của tiền vệ người Croatia. Hồi năm 2018 sau khi mua hụt Jorginho, khi đó còn đang khoác áo Napoli, Pep đã liên tục thúc giục ban lãnh đạo đội chủ sân Etihad để có thể ký hợp đồng với Kovacic. Tuy nhiên, khả năng đó rốt cuộc đã không xảy ra khi Kovacic quyết định chọn gia nhập Chelsea theo hợp đồng cho mượn kèm điều khoản mua đất. Đa số đều cho rằng Kovacic là người Pep nhắm để thay tiền vệ người Đức. Tuy nhiên, có một sự thật là Man City đã xác định ngay từ tháng 5, Gundogan dù đi hay ở thì họ vẫn sẽ ký với tiền vệ người Croatia. Kovacic là một tiền vệ đa năng, có thể đá được khá nhiều vị trí ở tuyến giữa. Tức là tại Man City, Kovacic có thể chơi cặp tiền vệ trung tâm với Rory hoặc đá vị trí số 8. Đích thân giám đốc Sigi Berikistan đã lên tiếng ca ngợi Kovacic vì khả năng thi đấu ở nhiều vai trò. Cậu ấy có thể chơi vị trí số 6 hoặc số 8, có nhiều kinh nghiệm ở các câu lạc bộ cấp cao nhất và cậu ấy hiểu Premier League. Việc đưa cậu ấy đến Man City là một quyết định rất đơn giản bởi vì cậu ấy có những phẩm chất chiến thuật và kỹ thuật mà chúng tôi đang tìm kiếm ở một tiền vệ. Cậu ấy là người mà chúng tôi đã theo dõi trong một thời gian rất dài và chúng tôi luôn ấn tượng mỗi khi xem cậu ấy thi đấu. Còn khi được hỏi về việc cảm thấy bản thân chơi tốt nhất ở vị trí nào, Kovacic nói rằng thích chơi bên trái hàng tiền vệ hơn, nhưng anh rất vui khi thích nghi với những gì Pep Guardiola đang tìm kiếm. "Tôi cảm thấy thoải mái nhất ở bên trái hàng tiền vệ, nhưng cuối cùng huấn luyện viên luôn là người quyết định vị trí của bạn. Tôi nghĩ mình khá linh hoạt nhưng chắc chắn ông ấy sẽ cho tôi biết ông ấy muốn gì ở tôi. Tôi đã chơi ở các câu lạc bộ lớn ở nhiều quốc gia khác nhau, vì vậy thật vui khi được ở những câu lạc bộ lớn như vậy và tôi vừa học được rằng việc tập luyện hàng ngày là quan trọng nhất để sẵn sàng 100% cho mỗi buổi tập và đấy cũng là điều tôi muốn ở đây, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Nhưng tôi nghĩ như tôi từng nói, đây là nơi tôi có rất nhiều cơ hội để cải thiện và học hỏi." Về lý thuyết, Kovacic có thể chơi những khu vực chiến thuật tương tự như Gundogan, nhưng phải khẳng định chắc chắn rằng họ là hai kiểu tiền vệ rất khác nhau. Nếu như Gundogan là bậc thầy trong việc thiết lập nhịp độ với khả năng thực hiện những đường truyền liên tục, chính xác và đúng thời điểm, thì Kovacic có thể coi là một bậc thầy trong việc kéo quả bóng lên phía trên. Ngoài ra, tiền vệ người Croatia có sở hữu kỹ năng xoay sở cực kỳ xuất sắc trong không gian hẹp. Gundogan thì có sự điềm tĩnh và vì thế anh kiểm soát trái bóng tốt hơn. Còn Kovacic thì có chút gì đó chủ động hơn, nên nhờ đó cầu thủ người Croatia có thể giúp Man City có thêm nhiều màu sắc trong các mảng miếng chuyển trạng thái. So với Gundogan, tiền vệ người Croatia có xu hướng cầm bóng nhiều hơn, chuyền ngắn ít hơn, nhưng có tác động lớn hơn trong phòng ngự ở khu vực 1/3 cuối sân. Với chỉ một tình huống lập công trong cả mùa giải, đương nhiên kỹ năng dứt điểm của Kovacic không thể được đánh giá cao bằng Gundogan, người đã sở hữu 8 bàn thắng tại Premier League mùa giải 2022-2023. Tất nhiên những thống kê này chỉ có giá trị tương đối bởi phong cách chơi bóng cũng như sơ đồ thi đấu của Chelsea và Man City là khác nhau và vai trò cụ thể trên sân của Kovacic tại Chelsea và Gundogan tại Man City cũng vậy. Thống kê từ Opta chỉ ra rằng Kovacic là cầu thủ có tần suất kéo bóng thứ hai Premier League mùa 2022-2023 với 20,4 lần quân bình mỗi 90 phút, chỉ kém duy nhất Rory với 21,6 lần và nhỉnh hơn một chút so với Bernardo Silva, những người mà anh sắp trở thành đồng đội tại Man City. Xem Kovacic trong màu áo Chelsea, chúng ta có thể thấy anh là một tiền vệ đặc biệt xuất sắc trong việc nhận bóng dưới áp lực, đưa bóng lên phía trên, đồng thời là người tạo ra mối liên kết chặt chẽ giữa hàng thủ và hàng công. Mateo Kovacic là một tiền vệ rất giỏi trong những tình huống phối hợp nhanh ở khu vực giữa sân và hành lang trong. Trong khi cần, Kovacic có thể giúp đội nhà thống trị trận đấu nhờ khả năng kiểm soát bóng tốt và kỹ thuật kéo bóng thượng thừa. Rõ ràng, sở hữu một Kovacic như thế trong đội sẽ giúp Man City có nhiều giải pháp hiệu quả hơn khi đối đầu với những câu lạc bộ có chất lượng gây áp lực tầm cao hoặc có hệ thống pressing kèm người 1-1 tốt như Arsenal, Liverpool và phần nào đó là cả Manchester United. Kovacic nhìn chung có vẻ rất phù hợp với vai trò số 8, nhưng sẽ không ngạc nhiên nếu như anh sẽ mất một khoảng thời gian nhất định để thể hiện phong độ tốt nhất trong màu áo Man City.
Một trong những điểm đặc biệt nhất của Man City với cú ăn bà lịch sử ở mùa bóng vừa kết thúc so với các phiên bản The Citizen trước đó của Pep chính là độ sẵn sàng và chất lượng của những tình huống chuyển trạng thái mà họ thực hiện trong trận đấu. Man City mùa 2022-2023, đặc biệt là kể từ khi Pep áp dụng thường xuyên sơ đồ chiến thuật 3-2-4-1, những đường lên bóng của họ rõ ràng nhanh và trực diện hơn rất nhiều. Chăm chỉ và có tính chiến đấu cao, Kovacic có thể chơi ở hầu như mọi vị trí ở tuyến giữa, là dạng tiền vệ có tư duy tốt trong quá trình chuyển từ phòng ngự sang tấn công và ngược lại. Thomas Tuchel đã nhận xét như thế về Kovacic hồi cuối năm 2021 và đó chắc chắn cũng là những thứ mà Pep chờ đợi Kovacic sẽ làm được ở Man City. Bổ sung vào đội hình Man City một chuyên gia thoát pressing và cực giỏi trong việc chuyển tiếp từ phòng ngự sang tấn công như Kovacic, về lý thuyết sẽ giúp The Citizen mài sắc và tăng cường tính đa dạng trong những mảng miếng chuyển trạng thái hoặc tấn công trực tiếp. Tất nhiên bất kỳ cầu thủ nào trên thế giới cũng có những điểm yếu của riêng mình. Với Kovacic, anh sở hữu hai điểm trừ có thể khiến các The Citizen lo ngại. Thứ nhất, Kovacic là một cầu thủ khá nhạy cảm với chấn thương. Kể từ khi gia nhập Chelsea, Kovacic chưa bao giờ thuộc top 5 cầu thủ The Blue có số phút thi đấu nhiều nhất trên mọi đấu trường ở mỗi mùa giải. Tính liên tục của Kovacic là một dấu hỏi lớn. Khi xét riêng Premier League, tiền vệ người Croatia chưa từng đá chính nhiều hơn 25 trận mỗi mùa cho Chelsea. Nên nhớ mùa tới chắc chắn sẽ là mùa bóng có tần suất thi đấu dày đặc nhất trong lịch sử Man City khi họ phải đá thêm FIFA Club World Cup. Một Kovacic khỏe mạnh, không gặp phải chấn thương dai dẳng chính là điều kiện cần để cả cầu thủ này và Man City có năm đầu tiên bên nhau trọn vẹn. Điểm trừ thứ hai ở Kovacic đó chính là hiệu suất đầu ra bàn thắng. Trong 142 trận Premier League cho Chelsea, tiền vệ Croatia chỉ ghi 4 bàn và kiến tạo 12 đường chuyền thành bàn. Đó rõ ràng là con số quá ít với một người sở hữu những phẩm chất chơi bóng ở đẳng cấp cao như vậy. Và con số này rõ ràng cũng là rất khiêm tốn khi đặt bên cạnh Gundogan hay Bernardo Silva. Cả Gundogan và Bernardo Silva đều làm cực tốt công việc của mình trong hệ thống của Man City, bất chấp họ được yêu cầu lùi sâu để phát triển bóng hay tiến lên để trực tiếp tạo ra mối đe dọa với hàng thủ đối phương. Đó cũng là khía cạnh mà Kovacic cần phải cải thiện để có thể đáp ứng được những yêu cầu gắt gao đến từ huấn luyện viên Pep Guardiola. Phần lớn các bạn hợp đồng của Man City thời Pep đều mất một năm đầu tiên để thích nghi và ổn định. Jack Grealish chính là ví dụ điển hình nhất. Kovacic có lẽ cũng không phải ngoại lệ, dù việc Gundogan sẽ gia nhập Barca trong khi Bernardo Silva chưa rõ ràng chuyện tương lai. Sức ép phải hòa nhập nhanh với tiền vệ người Croatia chắc chắn là lớn hơn nhiều so với những tân binh trước đó của Man City. Vẫn còn quá sớm để dự đoán Kovacic sẽ tỏa sáng đến mức nào tại Etihad, nhưng ít nhất vào lúc này chúng ta có thể thống nhất với nhau hai thứ. Kovacic là một thương vụ đáng chờ đợi và với phẩm chất của mình có thể anh sẽ mang đến nhiều sự linh hoạt và sắc màu mới cho đoàn quân của Pep Guardiola.